Hello, xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Lại là một bữa ăn đổi bữa cho gia đình cả nhà ơi. Hôm nay Thanh Hà có mua được 3 bó lá lốt, muốn chia sẻ với các bạn với cái cách làm không chiên, không dầu, không mỡ. Thì mình sẽ chỉ đơn giản mình quấn và mình thả vào cái nó chiên không dầu. Và đây là cách pha nước mắm ăn cùng với lại món chả lá lốt bún. Hay ta có thể vi còn thư thừa chiên. Mời cả nhà hãy đón coi video Thanh Hà chia sẻ này từ đầu. Cảm ơn. Cảm ơn. Đây là đi cửa hàng châu Á này cả nhà. Thanh Hà mua được 3 bó lá lốt như thế này. Khi mình về mình làm quá thì mình ăn không hết. Mình có thể mình về mình bỏ vào tủ đông lạnh. Xong lúc ăn mình bỏ thì mình chiên lại vẫn là ngon, ok lắm cả nhà. Ở cái xứ trời Âu này thì nó hơi là có chứ không phải đơn giản nữa. Thì ở nhà nhà thích thì ra cửa hàng mua, vậy cho nên là đôi khi mình gặp được mình mua chia sẻ các bạn như thế. Nếu ăn không hết mình có thể vê viên, mình có thể quấn mình bỏ vào trong tủ đông nhá. Thế giờ mình nhặt như thế này thì mình cấu cái cuống thêm một chút nữa, mình có thể cài vào như kiểu người ta gói chầu không, hoặc có thể mình cài vào cái phần đấy đều được cả. Có lá lốt hôm nay mình mua rất là ngon, còn tươi xanh rất là đẹp. Thanh Hà làm chia sẻ cho cả gia đình ăn nhưng mà chắc không hết thì mình cất bớt đi cả nhà, bởi vì 3 bó lá lốt cũng tương đối là hơi nhiều. Giờ mình nhặt những cái lá to đẹp thì nó vào một cái chậu riêng, và còn lại các cái lá nhỏ nó xấu nó rách chẳng hạn mình để ở cái rổ cả nhà riêng. Mình có thể thái xong rồi là mình nhỏ mình trộn chung vào với thịt thì cả nhà. Còn đây là cái phần lá đẹp thì mình rửa nhẹ tay nhé. Mình xả nước qua nước lạnh xong mình vớt ra là được rồi, bởi vì thực sự nó cũng không dơ. Đây là cái thành phần mà Thanh Hà muốn chia sẻ với các bạn, là ngoài chỗ lá lốt mình nhặt ra thì mình gói. Ở đây hôm nay mình làm có 1 cân thịt luôn, với hết được cái số lá lốt này thì mình làm nửa thịt lợn và nửa thịt bò nhé. Có thêm thịt bò và ăn nó ngon hơn, đừng có làm thịt lợn cả, ăn nó ngán cả nhà. Nguyên liệu thì đơn giản, để có nước mắm, 1 thìa chút muối, chín mì chính nếu ai không ăn bỏ ra, với lại tiêu, tỏi, tỏi bột, nên là dùng tỏi bột, dầu ăn. Đặc biệt trong cái thịt mình ướp chung thì nó có hành lá, và cái lá nó xấu cả nhà thì mình để đấy, mình thái nhỏ ra thì trong cái thịt thì là mình có thể vê viên mình chiên cũng rất là ok. Thế bây giờ là mình có cái thịt đây, có cái chậu lớn một chút thì các bạn sẽ cho hết cái thịt vào đây mình trộn chung nhé. Thanh làm chỗ này là 1 ký thịt xay sẵn luôn đấy cả nhà, thì thịt mua cửa hàng mà mình làm 50% lợn, 50% bò. Bây giờ cái hành lá này mình thái nhỏ ra cả nhà. Cái hành lá này mình thái nhỏ ra, và cái cùng cái lá lốt mà nó xấu thì mình cũng thái nhỏ ra trộn chung vào đây cả nhà. Này nó còn phải chiên chín lên nữa, nhưng đúng thật sự nó cũng không cần phải tới mức đi găng tay. Mình nó bỏ găng tay vì mình thái nó kêu gì nó cứ khó, nó không thực tế đúng không ạ. Rồi mình còn chiên chín lên nữa mà. Đó. Thì bây giờ ta cho hết vào trong cái chậu thịt này. Ở đây chỗ này 1 ký thịt đấy cả nhà. Thì mình có ướp ở trong này để cho nó thịt nó mềm, nó ngấm thịt, cho vào đây trong này 2 thìa dầu ăn. 2 thìa nước mắm. Ăn nhạt nhạt thôi, mình ăn với nước chấm như cả nhà chứ không nên làm quá mặn như cả nhà. Mình làm nhạt thôi. Chỗ này có 1 thìa cà phê muối và 1/2 thìa cà phê mì chính. Các bạn không ăn bỏ ra nhé. 1/2 thìa cà phê hạt tiêu và 1 thìa cà phê tỏi. Mình dùng cái tỏi xay cả nhà. Giờ ta dùng tay bao tay vào, lúc này thì bắt buộc phải dùng bao tay. Mình bóp trộn đều luôn cả nhà. Trộn đều cho nó nhuyễn. Và khi đều rồi thì ta có thể để nghỉ khoảng 15 phút, 20 phút, đến nửa tiếng cho nó ngấm nhé. Trong khi lúc làm mình đi chuẩn bị các cái công việc khác. Đấy, để đây chút nó ngấm cả nhà, xong bắt đầu mình gói nhé. Ok,
Sau khi mình để một lúc nó ngấm, mình đi chuẩn bị một số công việc sau chẳng hạn, thì bây giờ là cái chậu mà lá nốt nó loại lá to nó đẹp đấy cả nhà. Giờ là mình gói với cách thanh Hà hay gói cái mặt phải vào trong thì mặt trái để ra ngoài thì trông nó đẹp, nó bắt mắt hơn. Ta có thể gói cái đầu cuống này vào đều được cả nhé. Thì mình lại đè vào đây, khi mình xếp như thế thì khi mà cái bánh cái chả nó chiên lên cái thì tự khắc nó sẽ dính đẹp và dính vào cái chả luôn, chứ không sợ nó, nên không sợ nó bung ra đâu. Các bạn cũng không cần phải dùng tăm chiên hay gì nhá, mình chỉ cần đặt xuống đồ mình chiên chiên chảo hay mình chiên. Hôm nay Thanh Hà chỉ sẻ các bạn là chiên bằng cái lò chiên không dầu thì nó không bị mỡ nhiều, nó bám vào cái chả ấy cả nhà. Cứ đơn giản như thế này, vì trong cái thịt nó có mỡ rồi thì nó sẽ tự thoát ra cái mỡ đấy, thành thử nó ngấm vào cái chả rất là ok, chứ không cần phải các bạn phải lấy chổi quét mỡ hay là không cần đâu cả nhà. Đó, mình quấn đơn giản như thế này nhá. Ngoài ra thì các bạn có thể quấn từ cái cuống lá lên và dùng lại cái cuống của nó, mình cấu lại một chút thì mình xong mình để châm vào như thế này thì nó giống y như gói chầu cả nhà, giống như các cụ ngày xưa hay gói chầu, đều là cách làm như thế nhá, đều là được cả. Mình chỉ là chia sẻ vài chiếc để các bạn là rồi, nhưng chắc là cũng là ai cũng biết được cái này. Thanh Hà chỉ chia sẻ hôm nay là Thanh Hà chiên cái bằng cái lò chiên không dầu, các bạn chú ý rất là ngon thơm và nó không hề có bị mỡ nhá. Ok, sau khi Thanh Hà gói hết như thế này thế là còn dư đấy cả nhà, còn dư nữa cơ, nhưng mà Thanh Hà sẽ lại để làm ăn sau tiếp, mình cất vào trong hộp chẳng hạn, chứ không ngay nhà bốn người cũng không ăn hết cả cân thịt được. Đấy, khi mình cuốn hết như thế này thì Thanh Hà sẽ chiên, sẽ vê lại thành vê như thế này cả nhà. Cái phần này Thanh Hà không chia sẻ, vê lại thành viên như thế này, mình dẹt mỏng nó một chút, đừng để dày quá nhé, dày quá nó bên ngoài nó chín, bên trong có thể nó còn sống thì nó khó chín hơn, mà để chín ở bên trong thì bên ngoài nó khô. Các bạn làm vừa vừa mỏng mỏng như thế này thôi nhé. Bây giờ đi xong hết rồi thì ta đã bắt đầu đi làm công việc tiếp theo. Bây giờ đây chính là cái nồi chiên không dầu ở cả nhà. Thế là dùng cái nồi của Philips, mình sẽ để trước hết là cái nhiệt độ 160 độ đến 180 độ ở cả nhà. 180 độ nó vào khoảng 20 phút, các bạn cứ thế mở ra thế là ok rồi nhá. Thích thì đảo qua một chút, mà không đảo là cũng tự động nó chín là hai mặt nhá. Thế mình xếp kín vào đây, nó tự khắc cái mỡ của nó sẽ chảy ra cả nhà. Nên không cần phải nhất định là chiên đấy, các bạn có thể làm như thế này, trong nhà có lò chiên không dầu rất là tuyệt vời. Vào này mình ăn kiểu tránh mỡ đi, nếu rất là hay. Đấy, bây giờ là mình để ở cái mức trăm khoảng 170, 180, 160, 180 các bạn để như thế nhé. Sau đầu các bạn để như vậy. Đây là trong cái này là tỏi ớt là Thanh Hà đã chuẩn bị sẵn. Và trong cái tỏi ớt này là chỗ bát này mình để cho vào đây là một thìa cà phê đường và một nửa thìa cà phê mì chính, các bạn không ăn bỏ ra. Với này chắc phải một lửa quả chanh. Đấy là nguyên liệu cần phải có, còn lại chua ít chua nhiều các bạn có thể bớt và thêm vào nhé. Đường thì Thanh Hà không ăn nhiều ngọt nên là cũng vậy thôi. Trong cái bát nước mắm này, cái chỗ nước này thì mình đấy, mình cho đây là 4 thìa đường thì cho đi 4 thìa nước thì ăn nước lạnh. Mình dùng nước lọc với khoảng 3 nhẹ, khoảng 3 thì ăn nước mắm nữa cả nhà. Cái này không phải nước mắm mà chấm thịt mặn, nên bởi vì mình ăn là nhạt nhạt, mình có thể chan vào trong bát bún mình ăn vã luôn thì kiểu nó nhạt thôi cả nhà. Đấy, khi cái cách làm như thế này thì các bạn thấy cái bát nước mắm nổi lên đẹp không? Đó, đẹp không ạ? Chỉ nhanh chóng là có bát nước mắm. Ngoài ra còn cái thịt viên này các bạn vẫn còn đều, nó có thể chiên trong cái chảo chiên không, nó chiên không dầu nhé. Hoặc là đây là các bạn có thể là rán trên chảo. Đấy, Thanh Hà chia sẻ thêm ở cái phần này chứ không phải là chứ đều là chia, các bạn tèo thả vào trong cái lò chiên không dầu đều được cả nhá. Đó, thế bây giờ là cái chả này cả nhà nhìn này. Các bạn có thể lật lại một chút, mà không lật thì các bạn bật thêm 5 phút nữa, trong vòng 20 phút là được đi cả nhà. Thì rất là ok. Đó, nó cũng là đều là nó nóng xung quanh mà nó nóng trên nóng dưới nên cũng không cần thiết, các bạn để vào tí nữa là được. Đây này, chỗ khoảng ngay 20 phút là bây giờ được rồi cả nhà.
mình để lên khoảng tầm 180 độ nhé. Thì nó chín nó vàng thơm, cả nhà nhìn nó róc dầu róc mỡ ra, không có bị dầu mỡ nó bám vào đấy đâu mà chỉ từ cái thịt nó chảy ra thôi nhá. Nếu cả nhà thấy không, thế là quay ra một lúc đã có được cả đĩa đồ bún rất là ngon, rất là chất lượng. Bún chả lá lốt, bún này là bún khô, Thanh Hà dùng 43 cây tre ngâm như cả nhà. Thì mình cứ hay ngâm một chút thì bắt đầu là ngâm khoảng nửa tiếng thì bắt đầu mình trần nước sôi chứ mình không luộc đâu, luộc nó ra cái nhựa nhiều lắm. Nên mình làm với cái cách của mình bao giờ mình cũng ngâm cái nước vừa vừa ấm ấm khoảng nửa tiếng một tiếng cũng được, xong khi mình đun ấm nước sôi mình trần thì nó ra cái bún khô ráo như thế này. Các bạn đổ vào rổ xong bắt đầu đè cái đĩa nhẹ lên là nó khô, nó không bị bết. Ok, một lần nữa Thanh Hà xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón coi video của Thanh Hà. Nếu thấy hay hãy đăng ký like và chia sẻ cho nhiều người cùng coi. Một lần nữa Thanh Hà xin chân thành cảm ơn.